Ai là người khuyên bạn từ chối bảo hiểm? Khi vợ bạn từ chối bảo hiểm hay hỏi cô ấy nếu một ngày anh đi làm không trở về em và con sẽ sống thế nào? Khi chồng bạn từ chối bảo hiểm hay hỏi anh ấy người phụ nữ sẽ đến với anh có tình nguyện yêu con của chúng ta vô điều kiện không? Khi bố mẹ từ bạn từ chối bảo hiểm hay hỏi bố mẹ có thể lo cho con suốt đời được không? Con không muốn trở thành đứa con bất hiếu, con đã trưởng thành hay để con tự lo tiếp cho cuộc đời mình. Khi bạn bè hàng xóm bạn khuyên bạn không nên tham gia bảo hiểm hay hỏi họ nếu tôi mang trọng bệnh, mọi người giúp tôi được tiền thanh toán viện phí không? Nếu tôi không còn trên đời nữa, mọi người có giúp tôi nuôi con đến lúc trưởng thành không? Nếu như tất cả những người đó có phản đối bạn tham gia bảo hiểm nhân thọ, hãy hỏi họ xem có ai giúp được bạn có tiền sinh sống, ai giúp bạn lúc nào cũng có thể nở nụ cười, ai giúp cuộc sống gia đình bạn vượt qua khó khăn, ai giúp bạn nâng cao chất lượng sống, ai giúp con bạn chi phí ăn học và sinh sống tới khi chúng trưởng thành. Chính bạn là người quyết định cuộc đời của mình chứ không phải ai khác. Tiết kiệm hôm nay rủng rỉnh tương lai. Bạn nghĩ mình không thể tiết kiệm, hay thử áp dụng công thức sau đây và bạn sẽ bất ngờ với khoản tiền mình tích góp được đấy. Mỗi tuần 200.000 thì một năm sẽ là 10.400.000.